mối quan hệ bí mật giữa Võ Văn Thưởng và Trương Mỹ, người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần vàng Thịnh Phát, được tổ chức kín đáo tại làng ông Thưởng. Trong cuộc sống, bà Trương hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả theo dõi kênh Phú Quý Tử Vi. Bắt đầu chương trình, bà chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, hy vọng rằng họ sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an và thịnh vượng. Tuy nhiên, cái kết bi kịch của phú bà Trương Mỹ làng với án tử hình dành cho bà Lan đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc đời của bà Trương Mỹ, cũng như mối quan hệ có bí mật nào giữa bà và Võ Văn Thưởng, người từng là cựu chủ tịch nước. Quý vị thân mến, toàn dân Việt Nam hẳn chưa ngớt chủ đề bàn tán về sự kiện chính trị gần đây khi ông Võ Văn Thưởng nộp đơn từ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2024. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã thông tin rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định chấp nhận ông từ nhiệm các chức vụ, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông trở thành Chủ tịch nước thứ hai tại Việt Nam từ chức trong vòng một nhiệm kỳ. Việc từ chức của ông được cho là do ông phải chịu trách nhiệm về vi phạm quy định của Đảng và một số lý do khác. Tuy nhiên, các báo cáo không đề cập đến các hành vi không đúng của ông. Theo truyền thông phường Tây, các sai phạm của ông có thể liên quan đến thời gian ông làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Việc ông từ chức đã gây ra nhiều lo ngại về ổn định chính trị trong nhiều năm của Việt Nam. Tuy nhiên, sự thật về lý do ông Võ Văn Thưởng từ chức vẫn gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Đây vẫn là chủ đề không ngừng được truyền thông khai thác. Thưa quý vị, 20 ngày sau khi ông Võ Văn Thưởng chính thức từ chức các chức vụ quan trọng trong chính trường Việt Nam. Trong tòa tuyên án, bà Trương Mỹ Lan bị kết án với mức phạt kịch khung cho 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hai sự kiện này diễn ra trước sau trong vòng một tháng, khiến dư luận không thể im lặng. Sóng bàn tán không ngừng, từng dấy lên rồi lại dập xuống, tiếp tục dấy lên. Điều này thể hiện một mối liên quan giữa sự việc của ông Võ Văn Thưởng và vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Hãy cùng làm rõ điểm chung trong hai sự kiện này liên quan đến tham nhũng, chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình hình tham nhũng tại Việt Nam. Cả sự kiện từ chức của ông Võ Văn Thưởng và vụ án của Trương Mỹ Lan đều phản ánh sự phức tạp và quy mô của vấn đề này. Ông Thưởng từ chức trong bối cảnh có nhiều bê bối tham nhũng được phanh phui tại Việt Nam, một trong những cáo buộc chính đối với ông liên quan đến sai phạm tại tập đoàn Phúc Sơn, một trong những vụ việc đáng chú ý trong cuộc chiến chống tham nhũng mà chính phủ Việt Nam đang thực hiện. Sự kiện này không chỉ là một dấu hiệu của nỗ lực chống tham nhũng, mà còn là minh chứng cho những thách thức mà lãnh đạo cấp cao phải đối mặt trong việc duy trì tính minh bạch và liêm chính. Mặt khác, Trương Mỹ Lan là trung tâm của vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam. Vụ án liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát là một vụ án nghiêm trọng khi L và các đồng phạm bị cáo buộc thực hiện những hành vi phạm tội liên quan đến tài chính và kinh doanh. Sự việc này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về đạo đức kinh doanh và sự giám sát của nhà nước đối với các hoạt động tài chính trong nước. Cả hai trường hợp này đều là biểu hiện của sự cần thiết trong việc tăng cường các biện pháp chống tham nhũng và tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch hơn tại Việt Nam. Chúng cho thấy nhu cầu phải có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong hệ thống pháp luật và chính sách để đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo đức. Sự ảnh hưởng của hai sự kiện này đến các cấp lãnh đạo cao cấp của Việt Nam là rất đáng kể và phản ánh các vấn đề sâu rộng hơn trong quản trị và chính sách. Việc ông Võ Văn Thưởng, người đang giữ chức vụ Chủ tịch nước và là Ủy viên của Bộ Chính trị, phải từ chức không chỉ là kết quả của những cáo buộc tham nhũng liên quan trực tiếp đến ông mà còn là biểu hiện của những rắc rối lớn hơn trong chính sách và quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này đặt ra những câu hỏi về tính hiệu quả và minh bạch của hệ thống lãnh đạo hiện tại cũng như những thách thức trong việc giữ vững sự ổn định chính trị. Trong khi đó, vụ án liên quan đến Trương Mỹ Lan không chỉ gây chấn động vì quy mô của nó mà còn bởi sự liên quan của nhiều cán bộ cấp cao khác. Trong chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước, sự việc này là minh chứng cho vấn đề lâu dài về quản lý và giám sát trong các tổ chức do nhà nước điều hành. Đồng thời, nó nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm giải trình trong chính phủ. Cả hai vụ việc đều cho thấy tầm quan trọng của việc thực thi pháp luật một cách nghiêm ngặt và cần thiết phải có sự can thiệp để cải cách các chính sách, nhằm xây dựng một chế độ chính trị trong sạch và hiệu quả hơn. Sự việc liên quan đến ông Thưởng và bà Lan đã tạo ra một làn sóng yêu cầu tổ chức trong chính phủ. Từ đó, đòi hỏi một sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý quốc gia để đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình ở mọi cấp độ, tác động đến chính trị và xã hội. Cả vụ từ chức của ông Thưởng và vụ án Trương Mỹ Lan đều không chỉ là những sự kiện cá nhân mà còn phản ánh những thách thức sâu rộng hơn trong nỗ lực chống tham nhũng tại Việt Nam. Những vụ việc này không chỉ làm sáng tỏ mức độ lan truyền của tham nhũng trong các cấp bậc chính quyền và doanh nghiệp nhà nước, mà còn ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin của công chúng vào hệ thống chính trị. Khi các nhà lãnh đạo cấp cao và doanh nhân nổi tiếng bị liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng, điều này gây ra sự nghi ngờ trong lòng dân chúng về khả năng của chính phủ trong việc duy trì sự liêm khiết và trách nhiệm giải trình.
Sự mất lòng tin này có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực cho xã hội và chính trị Việt Nam. Đầu tiên, sự việc này có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của công dân trong các hoạt động chính trị. Khi niềm tin giảm sút, mọi người có thể cảm thấy thất vọng và chán nản với hệ thống chính trị, dẫn đến sự thờ ơ và không tham gia bầu cử hoặc các hoạt động công dân khác. Thứ hai, sự mất niềm tin có thể làm suy yếu hiệu quả của chính sách công khi người dân nghi ngờ tính minh bạch và công bằng của quá trình ra quyết định chính sách. Thêm vào đó, những sự kiện này còn thúc đẩy các cuộc đối thoại về cần thiết phải cải cách hệ thống pháp luật và quy định để tăng cường giám sát và phòng ngừa tham nhũng. Điều này bao gồm việc xem xét lại các luật lệ liên quan đến trách nhiệm giải trình của các quan chức cấp cao và cải thiện các cơ chế giám sát trong chính phủ và các doanh nghiệp lớn. Tóm lại, các vụ việc liên quan đến ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Mỹ Lan không chỉ là minh chứng cho các hành vi sai trái cá nhân mà còn là cơ hội để nhận thức sâu hơn về những thách thức trong việc chống tham nhũng và củng cố niềm tin vào chính phủ, qua đó khuyến khích một nền chính trị minh bạch và trách nhiệm hơn. Vi phạm đạo đức lãnh đạo trong trường hợp của ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Mỹ Lan là những ví dụ điển hình cho thấy các hành vi không minh bạch hoặc trái pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân và tổ chức mà họ đại diện. Trong trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, các cáo buộc không tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong khi ông giữ các chức vụ cao cấp đã đẩy ông vào tình thế phải tự chức. Sự việc này không chỉ làm suy giảm uy tín cá nhân của ông mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền trong mắt công chúng. Điều này cho thấy sự quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chuẩn mực đạo đức trong quản lý và điều hành, đặc biệt là ở những vị trí lãnh đạo cấp cao. Mặt khác, Trương Mỹ Lan trong vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam là ví dụ của sự thiếu trung thực và minh bạch trong kinh doanh. Vụ án này không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính và kinh doanh của đất nước. Điều này là minh chứng cho sự cần thiết phải có sự giám sát chặt chẽ và các biện pháp ngừa đối với các hành vi sai trái trong kinh doanh để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và công chúng. Cả hai trường hợp đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chuẩn mực đạo đức cao trong mọi hoạt động chính trị và kinh doanh. Việc thiếu sót trong việc này không chỉ gây ra thiệt hại về mặt vật chất mà còn có thể dẫn đến suy giảm lòng tin của công chúng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của các tổ chức. Hành vi của ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Mỹ Lan không chỉ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân họ mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức mà họ đại diện. Từ chính phủ đến doanh nghiệp, khi các vụ việc này trở nên công khai, chúng làm suy yếu lòng tin của công chúng vào khả năng lãnh đạo và quản lý của các tổ chức đó, cũng như vào sự công bằng và minh bạch của toàn bộ hệ thống quản lý quốc gia. Ở trường hợp của ông Thưởng, việc từ chức của một chủ tịch nước không chỉ là một sự kiện chính trị đơn lẻ, mà còn phản ánh tình trạng rộng lớn hơn của môi trường chính trị đang bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và quản lý kém. Điều này cũng khiến cho cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước mất đi sự tôn trọng và niềm tin từ phía người dân, điều cần thiết cho bất kỳ hệ thống quản lý hiệu quả nào. Đối với bà Lan, hậu quả của vụ án lừa đảo tài chính không chỉ làm tổn hại đến cá nhân bà mà còn làm hại đến danh tiếng của các doanh nghiệp liên quan và sự ổn định của thị trường tài chính. Việc này không những làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư mà còn gây lo ngại về tính bền vững của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Các hành vi vi phạm này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc duy trì các chuẩn mực đạo đức nghiêm ngặt và trách nhiệm giải trình trong mọi hoạt động. Chúng cho thấy cần thiết phải có sự can thiệp mạnh mẽ hơn nữa từ phía các cơ quan giám sát và pháp luật để ngăn chặn những sai phạm tương tự trong tương lai. Cũng như củng cố niềm tin vào chính phủ và các tổ chức kinh doanh, vậy bị tuyên án tử hình có phải là dấu chấm hết với bà Trương Mỹ Lan? Theo phân tích của luật sư, mặc dù bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình, đây chưa phải là kết thúc chặng đường. Bởi bà hoàn toàn có thể nhận được sự giảm án từ tòa án cấp phúc thẩm hoặc được ân xá từ chủ tịch nước, nếu bà chứng minh được sự tích cực trong việc khắc phục hậu quả của vụ án sau quá trình xét xử kéo dài hơn một tháng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án bà Lan tử hình vì các tội danh nghiêm trọng, nhưng bà vẫn còn cơ hội phúc thẩm và xin ân giảm trong phiên tòa. Bà Lan đã phải nhận một bản án tổng hợp nặng nề, bao gồm 20 năm tù cho tội vi phạm quy định về chống tham nhũng, tử hình cho tội tham ô tài sản và 20 năm tù cho tội đưa hối lộ. Khi tòa công bố mức án, tình trạng sức khỏe tinh thần của bà có phần suy yếu, nhưng bà đã nỗ lực giữ vững tâm lý đến cuối phiên tòa. Bản án cũng nêu rõ trách nhiệm dân sự của bà Lan và các đồng phạm với số tiền bội thu ong thiệt hại lên đến hơn 677 tỷ đồng, dù đã có một số khoản nợ được giải quyết. Tòa án đã quyết định tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án. Luật sư Hoàng Trọng Giáp sau phiên tòa đã bày tỏ sự tiếc nuối về một doanh nhân lớn như bà Lan đã từng đóng góp nhiều cho xã hội và kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vụ án tử hình là hình phạt nặng nhất, nhưng bà Lan vẫn có cơ hội kháng cáo và xin giảm án trong giai đoạn phúc thẩm. Nếu có thêm tình tiết mới và tiếp tục khắc phục hậu quả, có cơ hội cho bà Trương Mỹ Lan thoát án tử hình, theo phân tích của các luật sư. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát,
vừa nhận án tử hình từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, bản án này vẫn chưa có hiệu lực pháp lý. Bà Lan có quyền kháng cáo để yêu cầu xem xét lại phán quyết này. Tử hình là hình phạt cao nhất theo quy định pháp luật áp dụng cho các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm cả tham nhũng. Bà Lan có thời hạn 15 ngày để kháng cáo lên tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu sau đó bản án phúc thẩm vẫn duy trì mức án tử hình, bà vẫn có thể xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Ngoài ra, các luật sư cũng chỉ ra rằng theo pháp luật Việt Nam, không phải trường hợp nào cũng áp dụng hình phạt tử hình. Các trường hợp được miễn trừ bao gồm người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và người từ 75 tuổi trở lên. Nếu bà Lan trong quá trình phúc thẩm chứng minh được mình đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng, bà có thể không bị thi hành án tử hình mà chuyển sang án tù chung thân. Những biến cố chính trị và pháp lý gần đây liên quan đến ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Mỹ Lan đã gây ra nhiều câu hỏi và suy ngẫm trong công chúng. Mặc dù cuộc sống và sự nghiệp của họ có thể đã bước vào một giai đoạn mới, điều quan trọng là những bài học mà xã hội có thể học từ những sự kiện này. Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, đang trong quá trình củng cố hệ thống pháp luật và nâng cao nhận thức về trách nhiệm và đạo đức trong kinh doanh cũng như quản lý công. Những nỗ lực trong chiến dịch chống tham nhũng, nếu được thực hiện một cách bài bản và minh bạch, sẽ đóng góp vào việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho một xã hội công bằng và phát triển bền vững. Qua đó, niềm tin của người dân vào chính phủ và các tổ chức tài chính sẽ được phục hồi và tăng cường, góp phần xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ và minh bạch hơn trong tương lai. Và ở đây, chúng tôi xin kết thúc nội dung của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tử Vi để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Đừng tiếc like và comment khi xem video.